Chào các bạn nhé. Đây, quay cho các bạn xem một sản phẩm mới. Đây là một tấm tranh cũ. Đây, tấm vé. Cái này là cũng khá đẹp. Đây, do cái máy của mình này nó chất lượng nó kém nên là nó không được chuẩn nữa. Cắt kiểu nó cũ nó hơi thô nhưng mà nhìn trông nó vẫn có nét cổ. Góc trong thì rơi, góc ngoài rơi. Ngọc Triện nhìn trông những cái này là những cái là chưa tỉa lên là nó mới sửa, còn những cái là cũ rồi là nó đã được tỉa ngon lành. Còn mình xin kết thúc video ở đây nha. Chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.